Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, bên cạnh những mốc về thời gian, sau đây chúng tôi sẽ cung cấp thêm cho các thí sinh một số thông tin quan trọng khác của kỳ thi. Năm 2025 là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên của thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin liên quan đến việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho các em trượt tốt nghiệp năm 2024 thi lại vào năm 2025 sẽ khác với đề thi cho học sinh lớp 12 năm học 2024-2025 thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Với các nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị đề án tuyển sinh phải thông tin rõ ràng, dễ hiểu để thí sinh không bị nhầm lẫn. Việc được đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non sau khi đã biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một thuận lợi rất lớn đối với thí sinh. Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có thêm cơ sở để lựa chọn, quyết định nguyện vọng dự tuyển đại học phù hợp và đảm bảo khả năng trúng tuyển cao hơn. Liên quan đến việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh ngay từ thời điểm này cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của các trường đại học mà mình dự định đăng ký dự tuyển, nhất là với các nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng, ngành giáo dục mầm non. Tuy nhiên, cần sắp xếp thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Với các nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị đề án tuyển sinh phải thông tin rõ ràng, dễ hiểu để thí sinh không bị nhầm lẫn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các nhà trường không được yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 lên hệ thống tuyển sinh của bộ mới được xét tuyển, trừ trường hợp thí sinh đăng ký vào các trường khối công an quân đội. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7. Trước đó, vào ngày 27 và ngày 28 tháng 6, thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức vào các ngày 27, 28 và 29 tháng 6 năm 2024. Trong đó, ngày 26 tháng 6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 27 và ngày 28 tháng 6, các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngày 29 tháng 6 sẽ là ngày thi dự phòng. Cụ thể, lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 như sau. Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Chậm nhất ngày 18 tháng 6, các đơn vị đăng ký dự thi, in các tài liệu cho công tác tổ chức thi và trả giấy báo dự thi cho thí sinh. Chậm nhất 17 giờ ngày 14 tháng 7, các ban chỉ đạo cấp tỉnh, các hội đồng thi, tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo đối sánh kết quả thi. 8 giờ ngày 17 tháng 7, các hội đồng thi công bố kết quả thi. Chậm nhất ngày 19 tháng 7, các sở giáo dục và đào tạo xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Chậm nhất ngày 21 tháng 7, các sở giáo dục và đào tạo cập nhật vào hệ thống quản lý thi, dự báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông về Bộ Giáo dục và Đào tạo, công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông. Chậm nhất ngày 23 tháng 7, hiệu trưởng trường phổ thông cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan bản chính cho thí sinh. Các hội đồng thi in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh. Từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, các đơn vị đăng ký dự thi thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo. Chậm nhất ngày 4 tháng 8, các hội đồng thi tổ chức phúc khảo bài thi nếu có.